Tuy nhỏ gọn như này thôi nhưng là hiếm có chiếc cassette nào có kích thước nhỏ gọn như này mà trọng lượng lại lên đến là 70kg. Loại cassette này là một trong những cái loại, thứ nhất là nội thất ở bên trong là được bọc da này, khóa thì là khóa vân tay điện tử này, kích thước và trọng lượng thì rất là tiêu chuẩn luôn. Mẫu này là có ưu điểm là còn xuất được cả đi nước ngoài luôn, tại vì đây là một trong những cái sản phẩm gọi là dòng siêu cường, là nhắc đến dòng siêu cường là dòng cassette cao cấp nhất của công ty Việt Tiệp rồi, nên các bạn hoàn toàn không lo về mặt chất lượng và vẫn được trang bị là khóa vân tay điện tử, có cảnh báo về điện thoại và cũng có hai phiên bản luôn. Đối với loại mà có cảnh báo về điện thoại thì trong phiên livestream ngày hôm nay là công ty khuyến mại là chỉ còn có 7.500.000 đồng thôi. Còn nếu như mà đối với loại mà dùng vân tay điện tử và có cả chế độ mở kép nhưng mà không có cảnh báo về điện thoại thì giá sẽ là 6.500.000 đồng. Thì các bạn lưu ý để chúng ta khi mà đặt hàng, các bạn lưu ý đến nhân viên bán hàng như vậy để nhân viên bán hàng có thể là tư vấn cho các bạn đúng loại, tránh trường hợp là khách hàng lấy cái loại mà dùng cái loại là có cảnh báo về điện thoại thì lại giao cái loại kia để đỡ bị nhầm lẫn. Và khi mở nhá, và cái cassette này ấy thì khi mà nhìn ở bên ngoài các bạn thấy ông lớp sơn thì rất là bóng, được phủ một lớp sơn màu đen vô cùng sang trọng. Cái lớp sơn màu đen này mình luôn rất là thích, bởi vì là lớp sơn này thì nó cứ màu đen như này thì đảm bảo là rất đồng dùng, nó rất là bền màu. Kể cả các bạn kì những vật nhỏ vào đây nó không thể là bong tróc được, rất là khó và hoàn toàn là dễ vệ sinh. Các bạn dùng càng lâu thì nó càng mới như này luôn, nó không bị ố hay là hoen gì cả. Và đặc biệt nhá, đây là cái phần khóa, Bình Nguyên vừa lấy quên không có cái khóa khác này. Khóa của công ty Việt Tiệp này các bạn này, nhìn nó rất là chắc chắn này. Trên khóa này, đây là khóa rất là chắc chắn này, có logo này. Khóa cầm rất là đã tay này. Và đặc biệt đây là cái phần khóa chìa chế bi nhá. Cái khóa chìa chế bi này thì nó rất là hay ở cái điểm ấy là chúng ta sẽ có cả cách mở là không cần dùng chìa khóa trong khi sử dụng. Rất là nhiều người thích cái tính năng này tại vì không muốn cất cái chìa khóa đi trong khi sử dụng luôn. Và ví dụ như nếu như chúng ta muốn dùng chế độ là không cần dùng chìa khóa, các bạn rút chìa khóa này ra ở chế độ mở sẵn và chúng ta đặt vân tay vào đây này. Đấy, nhạy không? Vân tay siêu siêu nhạy luôn. Mở ra này, chốt khóa này, chốt khóa rất là trơn tru này. Cánh cửa sử dụng thép tấm đúc đặc dày 8 ly đối với dòng siêu cường này. Bên trong ấy, nội thất được bọc da rất là cao cấp và sang trọng này. Khi mà chúng ta để giấy tờ vào đây cầm nó êm ấy, nó không bị xước tay, nó không bị kiểu như là giả sử như chúng ta để vàng nó không bị mòn nốt vài chỉ của chúng ta, kiểu vậy. Và ở bên trong đây nhá, là ngăn kéo này, có khóa riêng biệt luôn này. Mở ra này, để cất những vàng bạc quý giá vào trong đây này. Và cánh cửa này được sử dụng này, đây này, thép 8 ly này. Ba chốt trái sẽ ăn vào đây này, ba chốt phải sẽ ăn vào đây này. Có nhiều người hỏi Bình Nguyên rằng là cái chốt khóa này ấy thì cắt đi thì có mở ra được không, nhưng mà làm sao mà mở được, tại vì đây là có chốt khóa nhiều như này rồi ấy thì không thể nào mở được ra, rất là chắc chắn. Và nếu như các bạn mà muốn mua một chiếc cassette mà khỏi phải lo về chất lượng, vừa bền vừa chống cháy cao, thì có thể ấn vào ngay giỏ hàng cái mẫu này, tại vì loại này là chống cháy rất là cao, là lên đến là 2000 độ C trong vòng 2 giờ. Cái khóa này là khóa quá bền rồi, được bảo hành 5 năm tại nhà, dùng vân tay và điện tử, có cả tính năng mở ra bằng cơ luôn, nên khi sử dụng sẽ rất là bền này. Và không gian ở bên trong thì rất là rộng này, lên cái mẫu này thì rất là tối ưu luôn. Và trọng lượng của cassette này lên đến là 70kg, chống được cái việc kẻ gian khó mà có thể di chuyển đi được. Tuy nhỏ gọn như này thôi nhưng là hiếm có chiếc cassette nào có kích thước nhỏ gọn như này mà trọng lượng lại lên đến là 70kg. Và khi mua hàng thì các bạn hãy nhớ là ấn ngay vào cái đường link ở bên dưới để mua hàng chính hãng trực tiếp từ công ty luôn. Và đây là trên kênh YouTube chính thức của công ty Việt Tiệp, để giúp chúng ta tránh mua phải các mặt hàng giả mạo kém chất lượng. Và trên mỗi sản phẩm chính hãng của công ty thì sẽ bao gồm tem logo thương hiệu của công ty và tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm chính hãng. Trên tem thì có mã QR code và có kèm theo cả số điện thoại hotline tổng đài của công ty là số điện thoại 1900 989932 để giúp chúng ta khi cần hỗ trợ khi cần thiết.